Sự tích câu thành ngữ cáo mượn oai hùng. Thành ngữ vốn bắt nguồn từ một chuyện ngụ ngôn kể về sự gian ngoan, láo cá của cáo đã khéo uống ba tấc lưỡi để lừa được hổ to đầu mà dại. Trong rừng núi sâu thẳm, hổ là loài động vật dũng mãnh và hung hãn nhất. Do vậy, nó có biệt danh là vua của muôn thú. Tất cả các loài động vật dù lớn hay nhỏ khi nhìn thấy hổ đều kinh hồn bạt vía. Một ngày nọ, một chú cáo đang đi trong rừng thì bất chợt đụng mặt hổ. Dù cố gắng chạy trốn, nhưng cáo vẫn bị hổ tóm được. Trong lúc nguy hiểm cận kề, cáo chợt nghĩ ra cách để thoát thân. Ta được trời phái xuống quản lý tất cả các loài thú rừng. Ngươi mà ăn thịt ta là phạm phải lệnh của trời, cáo nói. Hổ ngơ ngác không hiểu sự tình. Thế vậy, cáo liền nói tiếp, nếu ngươi không tin, thì cứ đi sau ta. Để xem các loài thú sau khi nhìn thấy ta thì có chạy trốn hay không. Hổ nghe giọng điệu của cáo như vậy cũng bán tin bán nghi, liền quyết định sẽ đi đằng sau lưng cáo xem sao. Quả nhiên, chúng đi đến đâu thì các loài động vật đều cắm đầu chạy tán loạn. Hổ thấy vậy liền nghĩ rằng lời cáo nói là thật, mà không hề hay biết những con vật trên chạy trốn là do sợ hổ nhe nanh dương vuốt đi đằng sau cáo. Hổ sau đó cho rằng cáo đúng là đang phụng lệnh của trời, lại sợ bị cáo trách tội, nên lập tức quay đầu bỏ chạy. Về sau, câu thành ngữ cáo mượn oai hùng được dùng để chỉ những người thủ đoạn mượn uy danh từ kẻ có quyền để đi hù dọa người khác, nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!